Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang về đêm. Hôm nay là ngày cuối tuần quý vị, thời tiết cũng khá là đẹp và đường phố rất là rộn ràng luôn. Và em đang đứng ở vị trí này, đó là những hình ảnh của con đường biệt thự, một trong những con đường mệnh danh khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Và con đường biệt thự này ngày nay hiện tại bây giờ thì cũng đã rất là đông đúc du khách đi dạo trên tuyến đường này rồi. Và ở đây có những cái nhà hàng cũng như là các cái quán spa rồi các quán kem, các cái cửa hàng bán đồ mỹ nghệ cũng khá là đông, đa số khách quốc tế vì đúng nghĩa của khu phố Tây. Vào thời điểm mùa này thì cũng đa số chỉ là khách quốc tế nhiều, chiếm tỷ lệ cao. Chỉ mùa hè thì mới khách nội địa rồi nhiều thôi, mùa hè với các ngày lễ. Và góc đây là con đường Hùng Vương giao với đường biệt thự nè. Ở bên kia là có các cái spa, Hello Spa, Trầm Hương, Hoàng Giả nè, rồi các cái siêu thị mini, mát. Để bên tay phải trên đường Vương là quý vị sẽ đi xuống chợ đêm. Góc này là cái Sanda Island, mới đổi tên rồi sao. Tính ra con đường này nó cũng không có nhộn nhịp bằng những cái con đường khác, nhưng mà như thế này thì nó cũng quá là ổn rồi. Bên kia có một cái club, ở chỗ này có cái Hornet Hotel nữa. Du khách đi dạo spa này, gọi đầu dưỡng sinh Body Wear, tìm bánh mì. Chỗ này có mấy cái quán bia rồi, nhà hàng. Nhà hàng bây giờ mọc lên cũng nhiều. Phía trước là góc ngã tư đường biệt thự với con đường Nguyễn Thị Thục. Bên kia các cái cửa hàng đồ thể thao rồi các cái mini mart tạp hóa. Các tay họ đi dạo ngay góc biệt thự và những tập này. Kia là có tạp hóa nữa. Con đường Nguyễn Thị Thục này quý vị không thể rẽ phải được, phải rẽ trái thôi, nó đường một chiều. Đường Nguyễn Thị Thục này năm xưa nó là con đường Lê Văn Việt. Trong những con đường cũng mệnh danh khu phố Tây của Nha Trang. Đợt dịch là khu vực ở đây thì những cái cửa hàng rồi như là đã mất bằng hết. Bây giờ nó đã bắt đầu sôi động trở lại đó mình. Một tín hiệu rất là đáng mừng, đáng vui cho du lịch của Nha Trang nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Ở bên kia là một cái quán hải sản seafood, lai, tôm hùm, ghẹ, cua, mực, ốc, tôm, cá. Quán này thì vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh, chứ không cái không có thấy tiếng Hàn, như là không có để tiếng Hàn. Nhìn màu xanh đẹp, nó cũng đang có khách du lịch, khách Hàn Quốc với khách Trung Quốc.
Nam View Hotel Nha Trang ở số 257 của con đường 257 của con đường Nguyễn Văn Thuận. Ở bên kia có cái Alobus nè. Có mini mart nữa nè. Ngay tự nhiên là cái con Airbus góc của đường Lý Thường Thọc với con đường Trần Quang Khải. Góc này cũng có một cái tiệm massage rất là lớn luôn. Qua đoạn này đường Nguyễn Thiện Thuật thì có thể lưu thông được hai chiều. Này xe 9 chỗ đổ quá trời luôn, gần với bệnh viện quân y 87. Chạy cuối đường Nguyễn Thiện Thuật đó quý vị có thể đi vào khu đô thị Sông Bay ngày nay. Lúc trước là cái phi trường cũ rồi. Giờ nó thành khu đô thị. Chỗ này có quán cà phê nè, Vista Coffee nè. Rồi Stella Amaris Hotel nè. Con đường này là những ảnh của đường Tề Tĩnh. Đường này thì lúc trước khách Trung Quốc là đông lắm. Bây giờ khách Trung Quốc ít hơn thì nó cũng vắng. Ở ngay chỗ này có quán hải sản cũng đông khách kia luôn. Khách du lịch và có cả khách trong nước, trong tỉnh. Ở thành phố nữa. Quán kiểu cũng bán cho vừa cho khách quốc tế vừa bán cho khách địa phương. Con đường Tề Tĩnh này nó rộng lắm vì có vì đấy hai bên đó, đổ xe ô tô thoải mái luôn. Và đây cũng là con đường mà mỗi các cái kỳ lễ đồ á là cái lượng xe ô tô mà ở các tỉnh lẻ quá tải là nó là cái nơi để đổ xe. Biển số xe Sài Gòn rồi Phan Thiết Bình Thuận rồi cũng đổ dọc ra nhiều ấy. Ở đây là Ngọc Khánh Hotel này, Phú Quý Hotel này. Những cái hotel là nhỏ nhiều lắm vậy. Trước là giao lại với đường Trần Phú rồi và bên kia là công viên biển, công viên Tề Tĩnh. Thì công viên này cũng thường hay diễn ra âm nhạc đường phố. Du khách đi dạo nhộn nhịp trên con đường Trần Phú. Chỗ này là hẻm 86 Trần Phú giao với con đường Trần Phú này. Những cái điểm vòng xoay này là hay bị kẹt xe lắm. Ở bên kia xe nối đuôi nhau hoặc là xe đưa chở những cái tour đoàn lớn không ạ. Còn này là gần với cái Big Combo, vừa cà phê vừa có bia. Bây giờ
bay quá trời luôn. Đây là cái Melbourne Beach Hotel, tiêu chuẩn 4 sao. Số địa chỉ 88A của con đường Trần Phú. Bây giờ khu vực này các cái vườn nướng rồi. Vườn nướng rồi vườn tôm. Vườn tôm thấy đóng cửa, vườn nướng rồi hoạt động. Các quán ăn ở khu vực dưới này thì giờ đa số là khách quốc tế. Safia Hotel nữa, Pedro Hotel, tiêu chuẩn 3 sao. Thì bây giờ ở dưới đoạn dưới này thì đa số là những cái hotel 3 sao, 4 sao rồi nhiều. Nên chỗ này là cái quán thịt nướng Đà Lạt. Quá trời khách luôn, Panda. Bên này là hải sản 88, quán bên này có vẻ vắng hơn. Đây là khu vực của 96 đường Trần Phú. Sở 3 siêu thị Mini Mart. Quán Công Liêu gần cái Seaburn Hotel nè, số 98A của đường Trần Phú. Này là Regalia Hotel 4 sao, rồi Nam Hotel, khách sạn Tây Hồ. Chỗ này là một cái khách sạn 5 sao vậy, bên tay phải vậy nè, Vina, số 100 của đường Trần Phú. Melissa Hotel, Vietnam Hotel, Masua Hotel, dọc đây là một lốc các hotel. Bên cạnh là các quán ăn hải sản, Trần Phú, Tôm Niêu, Tôm Ba Miền. Lúc trước là resort Anna Mandara này các bạn, bây giờ được giải tỏa hết rồi, rất là thông thoáng luôn. Các cái tiểu cảnh trang trí đợt Tết bây giờ vẫn còn luôn, hoa vẫn còn tươi rói với cái loại hoa dạng yến thảo.
này bây giờ là quá thông thoáng, quá mát mẻ luôn. Thì ở đây có thể nhìn thấy được biển từ xa. Ở đây bây giờ thành một cái bãi đất trống rộng rãi, mênh mông, có thể đổ xe thoải mái luôn này. Đây là những cái vị trí là người đổ xe ô tô là thoải mái luôn. Trăm năm Nha Trang 2010 1924 2024. Dọc đây bây giờ sẽ chuẩn bị lên nhiều cái dự án lắm mình, cái địa điểm du lịch cây xanh. Tại vì mới có giải tỏa thôi chứ chưa có thực hiện dự án. Nha Trang đang cố gắng hoàn thiện hết tất cả các hệ thống tuyến đường giao thông cũng như phát triển những dự án lớn hoàn thiện để mà chuẩn bị lên thành phố trực thuộc trung ương, một thành phố biển xinh đẹp với khí hậu cũng khá là ôn hòa. Thì phải nói Nha Trang là một khí hậu được thiên nhiên ban tặng, quá là ôn hòa luôn. Mùa nắng thì không nắng lắm, mùa mưa cũng không lạnh lắm, mùa đông không lạnh lắm. Hiện tại em đang đi thì thời tiết cũng khá là đẹp, gió riu riu và mát luôn. Điểm đến nó rất là lý tưởng dành cho khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế. Còn này là công viên Phù Rổng rồi vậy. Đợt Tết ở khu vực chạy dọc đoạn này cũng có diễn ra lễ hội ẩm thực rồi, dịp Tết. Các cái gian hàng bán đồ ăn điểm cho mọi người, người dân và cũng như du khách có thể chơi Tết. Bây giờ thì dọn hết rồi, giờ công viên chỉ trang trí đèn rồi, nó sáng. Buổi tối đi dạo trên con đường biển này là rất là lý tưởng. Một số du khách họ sẽ lựa chọn đó là xe xích lô hoặc là xe điện. Thì dọc ở trên tuyến đường này thì có những cái quán bia như Ca Hâu này, rồi Zbit nè, rồi chỗ này là Lucien nè, những cái nhà hàng bia, rồi tiếp tới nữa là Saling Club. Dọc mé biển buổi tối ngồi biển, ngồi làm vài cốc bia. Xe trên tuyến đường Trần Phú này là lúc nào cũng nhộn nhịp, taxi với xích lô, xe ô tô nhiều lúc nó cũng nhiều, có vẻ nhiều hơn, muốn nhiều hơn cả xe máy nữa. Xích lô được trang bị những cái đèn led màu sắc rực rỡ. Là nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang, xích lô của Nha Trang nay đã thành lập một cái nghiệp đoàn để có thể đào tạo cũng nâng cao kiến thức, có thể đón khách, đưa đón khách du lịch chuyên nghiệp hơn thì để tạo cho một cái môi trường thân thiện mỗi cho du khách khi đến Nha Trang để mà họ có thể sử dụng, an tâm sử dụng xích lô để mà dạo thành phố. Vừa rồi là đi qua cái Saling Club, thì trong những nhà hàng cũng sát mé biển. Đoạn này của đường Trần Phú bây giờ cũng nhộn nhịp lắm, gần góc ngã ba của đường biệt thự và đường Trần Phú nè. Bây giờ là các cái quán hải sản cũng hoạt động trở lại hết rồi. Mới có một quán hải sản Hoàng Sa mới mở nữa.
cho nên góc này bây giờ là rất là đông vui. Bên cạnh cái hotel Citadin rồi Mường Thanh, đây là công viên biển vào ban đêm, công viên biển Trần Phú rộng rãi thoáng mát. Buổi tối ra công viên ngồi chơi thì tuyệt vời. Hôm nay có vẻ như khu vực biển không có gió luôn, vì đứng im, mấy cái cây dừa đứng im luôn, không thấy gió luôn hết. Nhưng mà sóng biển thì cũng cao đó, dọc công viên dưới những cái hàng dương cổ thụ này có những cái ghế đá vì có thể ngồi hóng mát. Khách Tây tối họ ra biển cũng đông lắm, cả khách Tây và khách ta. Rồi đi xuống đoạn phía dưới kia là khu vực của Sailing Club rồi F-Blue, có nhiều người trải bạc ra về biển ngồi không mát, ăn uống vui chơi vậy. Ở đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.